Phúc Bình Dương Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị em mọi người xem video của Phúc thấy hấp dẫn hãy nhấn like và đăng ký nhấn chuông để nhận thông báo khi phát video mới nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Đây này các bạn, sống sườn này các bạn. Còn đây là đinh hương, táo đỏ, vỏ quế, đại hồi, kiểu tử, bơ, xả xay, tỏi xay, tương hà. Thôi giờ Phúc dùng máy để bắt đầu xào lăn nha các bạn. Mở cá các bạn. Đây là tỏi các bạn, mình phi tỏi cho vàng các bạn. Tỏi với xả luôn các bạn, cho thơm. Đây các bạn, xả xay. Tỏi và xả nó cũng vàng các bạn. Bây giờ Phúc sẽ bỏ tương hẹp vào nha. Đây các bạn, thơm lên luôn. À, Phúc sẽ bỏ xương vào các bạn. Đây là đinh hương. Đây là vỏ quế. Đại hồi. Còn táo này để tí xíu sườn chín rồi Phúc mới bỏ vào được nha các bạn. Tại táo mà chín lắm. À, đây là kỷ tử. Cái này sáng mắt các bạn. Còn đây là bơ. Đây là muối các bạn. Và đường các bạn. Cho 4 muỗng đường vào. 1 2 3 4. Còn đây là dầu điều các bạn. Bây giờ mình sơ cho nó đều các bạn. Xong rồi mình đổ nước vô để khoảng 1 tiếng nè. Tại vì cái răng đó các bạn, cho nên Phúc cho nó cái cọng răng nó mềm luôn, cho nó ngon. Đây các bạn, cái răng các bạn. Nên nấu 1 tiếng. Phúc đổ nước vào các bạn. Đổ cho ngập đi, tại mình nấu tới 1 tiếng rồi. Riêng cái sườn này á là tới gần chín rồi mình mới đổ bỏ nước mắm vào các bạn. Tại bỏ trước nó sẽ bị chua các bạn. Bây giờ Phúc đậy nắp lại 1 tiếng sau nữa các bạn. 1 tiếng sau cho nó mềm cái Phúc sẽ đầy ớt các bạn. Coi giờ Phúc sẽ cắt ớt vào các bạn. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trường sau hôn tròn. Tôi thương vợ tôi thánh tình ngày tháng hiền ngoan. Wow, đây các bạn, sườn cũng chín rồi, thôi giờ Phúc cứ đổ táo đỏ vào các bạn. Đổ táo đỏ đậy vào 10 phút nữa là nó chín các bạn. Wow, đây các bạn, táo cũng chín rồi, sườn cũng chín rồi, thôi giờ Phúc tắt lửa và múc ra. Mời các bạn cùng dùng với Phúc nha. Bây giờ Phúc múc thịt ra. Đây này mọi người, đây là sọng sườn Phúc đã xào lăn xong rồi các bạn. Đây các bạn, đó nhìn hấp dẫn các bạn. Đây là rau, bữa cơm đạm bạc đó các bạn. Còn đây là nước chấm thấm các bạn. Thôi giờ Phúc mời các bạn cùng dùng với Phúc nha. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công. Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like và chia sẻ, subscribe ủng hộ cho Phúc nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, nhìn hấp dẫn các bạn.
thơm lắm các bạn. Rồi Phúc mời các bạn cùng dùng với Phúc nha.